và điều xe lắm. Đây chính là bản chất con người tự tận hết. Hay đang cùng đi với những tin đồn từ các nơi trên thế giới. Không có ngoại lệ, tất cả đều là tin tiêu cực. Khi quân đội đến từng dây xe lửa, cánh cổng từ hạ xuống để chặn đá tông, nhưng thứ đang lao qua là một đoàn tàu đang bốc cháy. Dường như không có nơi nào có thể sống sót sau ngày lật hết. Không rõ đó là do cuộc tấn công của người ngoài hành tinh, hay là do sự buông thả của chính con người. Không biết đã bao lâu sau khi bước đi không mục đích, dây theo đoàn người bị nạn đông đúc lên phá. Theo sự sắp xếp của các bộ phận liên quan, tàu du lịch đang tiếp nhận người bị nạn, chuẩn bị tới thành phố khác, nhưng đây cũng không phải là nơi an toàn. Cô bé chợt phát hiện ra điều kỳ lạ, đàn chim đang bay lượn bóng bay vòng quanh rừng. Sau đó, một con thú khổng lồ ba chân trỗi dậy từ mặt đất, tiếng cất xé nát kinh thổi vọng tới từ nơi xa. Mọi người đột nhiên nhìn người ngoài hành tinh với vẻ mặt sợ hãi. Khi người bị nạn đầu tiên phản ứng lùi lại vài bước nhỏ, hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn. Mọi người đổ xô tới cổng. Những người lính ban đầu chỉ trách nhiệm duy trì trật tự đã nhìn thấy điều này, nhanh chóng xếp thành hàng ngăn chặn người bị nạn tiếp tục lên tàu. Rõ ràng người ngoài hành tinh đã phát hiện ra đàn biến dưới chân họ. Chúng đang tiến về phía trước sẵn sàng đổ sát. Nhìn sát thủ ngoài hành tinh ngày càng đến gần, thuyền trưởng liền ra lệnh thu dây và cho tàu ra khơi ngay, hoàn toàn coi thường mạng sống của những người còn bên dưới. Thế này càng nhiều người chen chúc cổng khiến thời gian bị trì hoãn. Thuyền trưởng đưa ra quyết định nhanh chóng và trực tiếp lên đường. Nhưng trước khi anh có thể vui mừng, đột nhiên kinh hoàng khi thấy một xoáy nước xuất hiện. Sau đó một vật khổng lồ nhảy lên khỏi mặt nước. Không ai nghĩ người ngoài hành tinh thậm chí còn có mê cha dưới biển. Robot ba chân chỉ tác dụng một lần nhỏ, toàn bộ tàu du lịch ngay lập tức bị lật. Mọi người lập tức trở thành chuột chết đuối. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Người ngoài hành tinh không chỉ sử dụng vũ khí laser, nó còn nhanh chóng dỗi các xúc tu của mình ra để lọc lấy người từ dưới nước. Mỗi lần là lại có vài người biến mất và chúng vẫn cứ tiếp tục. May mắn thay, dây đang bơi ở phía trước cùng các con. Với một đội quân đông đảo phía sau làm mồi nhử, ba người lại leo